từ tôi giúp và người chủ tọa tại các chùa, các tự viện ở hai tỉnh là Bạc Liêu và Cà Mau đã quan hệ quan tâm đến đây chứng minh chúc phúc tham dự buổi lễ kiếp giới thứ ba tại thiền viện Đại Tâm như sau. Trước tiên con xin cung kính và lãnh lễ giới thiệu đức trưởng lão hòa thượng Vũ Hinh, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, chủ tịch hội đồng các sư sãi liên nước tỉnh Bạc Liêu. Đây là trên đương quy là chứng minh tối cao của buổi lễ kiếp giới thứ ba hôm nay. Xin quý vị sa thú cùng sư sa. Thứ hai là xin giới thiệu có thượng tọa Minh Tâm chủ trì thiền viện Đại Tâm và trưởng ban tổ chức lễ kiếp giới thứ ba của hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Tăng Sâu Long, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, phó chủ tịch thường trực hội đồng giáo sư sãi liên nước tỉnh Bạc Liêu, đương quy là phó trưởng ban tổ chức buổi lễ kiếp giới thứ ba hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Hữu Y Na, ủy viên thường trực kiêm phó chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau. Chúng con trân trọng giới thiệu đại đức Thạch Văn Đế, chi sự chùa Phô Sĩ Ta Lan, Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Con cũng con xin trân trọng giới thiệu đại đức Thạch Quý Quỳnh, thị giả của Hòa Thượng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp là có đại đức là Thạch Hoàng Tính, chú xứ tại chùa Phúc Hoa Nam, và bà con là đại đức Thiên Giả Nguyễn Duy, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, chủ trì chùa Phó Đô, cũng đứng đây tham dự buổi lễ kiếp giới thứ ba hôm nay. Và phía ban an gia và ban nghi lễ sẽ sắp xếp cho buổi lễ chúng ta thành tựu viên mãn. Còn chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Sơn Phô, ông Bình Phi, trưởng ban quản trị chùa Phố Sĩ Ta Lan, tỉnh Bạc Liêu. Chú Bình Phi đứng lên nghe. Ông Sơn Phô, phó ban quản trị chùa Phố Sĩ Ta Lan, tỉnh Bạc Liêu. Ông Thạch Lắp, phó ban quản trị chùa Phố Sĩ Ta Lan, tỉnh Bạc Liêu. Ông Thạch Quân, phó ban quản trị chùa Phố Sĩ Ta Lan, tỉnh Bạc Liêu. Thưa quý vị, ban a cha và ban quản trị chùa là trong những các vị hộ pháp và sắp xếp cho được buổi lễ của chúng ta, từ các phần nghi lễ cho đến là các công dụng để cho chúng ta tổ chức nghi lễ trong buổi lễ này thành tựu viên mãn. Chúng ta cũng tán thán công đức các vị a cha đã đến đây tham dự và hỗ trợ cho buổi lễ kiếp giới thứ ba là thành tựu hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng con xin chung thỉnh hòa thượng để công tác và chúng ta quý Phật tử hướng về kinh tăng và với tâm tấm lòng trong sạch, chúng ta sẽ sở hỏa trì tam quy và ngũ giới trong hòa thượng truyền tam quy ngũ giới. Chúng con chung thỉnh rồi sao xong sắc Uka samajan pamte Sobre sombra canataya, te sana.
Thank you.
Đọc lớn lên.